VN Index giảm hơn 55 điểm vào hôm thứ Sáu vừa rồi. Nhưng đây mới là điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Việc VN Index giảm 55 điểm như thế này có vẻ gây sốc cho rất nhiều các nhà đầu tư ở trên thị trường. Tuy nhiên, các bạn hãy nhớ rằng là những việc giảm sốc như thế này trên thị trường chứng khoán đấy là điều hết sức bình thường, đặc biệt là cả trên thị trường tài chính quốc tế. Cách đây một thời gian mình có làm một series về lý do tại sao chúng ta nghèo. Thì thông qua cái việc VN Index giảm mạnh như thế này thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Việc chúng ta đầu tư với mục đích là tạo lợi nhuận cho bản thân, từ đó có thể cải thiện đời sống vật chất của gia đình, điều đó hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ rằng rất nhiều nhà đầu tư ở trên thị trường thậm chí còn không tìm hiểu kỹ xem bản chất của thị trường là gì. Ông Brandon Lee, ông ấy có nói với lại các nhà đầu tư thông qua cuốn sách của chính bản thân ông ấy viết rằng là mọi thứ đều nên đơn giản, nhưng đừng nên đơn giản hơn bản chất của nó. Thì tất cả những cái nhà đầu tư mà mình quan sát, có những người là bạn bè thân quen của mình, đều vướng phải một cái lỗi, đó chính là người ta cũng chẳng hiểu bản chất của thị trường tối thiểu nhất là gì. Bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là nơi, là một cái chợ để cho những người tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết là có cơ hội để mua bán cái cổ phần, cổ phiếu của họ. Chúng ta tham gia vào thị trường với chỉ một cái mong muốn, đó là kiếm tiền ở trên thị trường. Thì cái mong muốn này, mình khẳng định với bạn, nó đúng nhưng nó lại không thực sự là hợp lý. Mình chỉ dám nói là không thực sự hợp lý thôi, chứ mình không phản đối nha các bạn. Bởi vì nếu như chúng ta muốn kiếm được tiền, chắc chắn chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, bất kể một ngành nghề nào cũng vậy, đi từ những cái bước chân nhỏ nhất, sau đó sẽ là va chạm, là vấp ngã, thậm chí là đau đớn, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu nữa, thì cuối cùng mới có thể gọi là tồn tại được với nghề. Và từ cái bước tồn tại được với cái nghề đó, đi lên thành cái bước là người giàu, tạo thành những cái thành tựu to lớn mà nhiều người biết đến, thì có lẽ nó sẽ còn rất lâu, và thậm chí là sẽ có một cái tỷ lệ. Ở đây mình sẽ lấy cái tỷ lệ là 80-20 để cho các bạn biết rằng là lọt vào top thành công nó cũng khó. Nhưng thông qua đó các bạn cũng phải thấy rằng để có thể tồn tại được với nghề và tạo được thu nhập với nghề thì nó cũng không phải là quá khó. Chẳng qua là thông thường mọi người muốn nhanh thôi, mọi người muốn nhanh quá. Ai tham gia vào thị trường chứng khoán trong khoảng 2 năm trở lại đây thì đại đa số mọi người đều nhớ đến cái cú tăng thần tốc trong năm 2020 đến 2022, khi mà dòng tiền đổ xô vào thị trường, khi mà chuỗi cung ứng bị đứt gãy, không làm gì được ngoài việc vào thị trường tài chính. Rất nhiều người giàu lên từ đó. Nhưng mình cũng thấy rằng là từ tháng 4 năm 2022 đến giờ, khi thị trường sụt giảm thì cũng rất nhiều người giàu lên trước đó nhưng lại trở về trắng tay ở giai đoạn này, thậm chí là còn âm. Nó khốc liệt là như vậy. Ở đây cái clip mà mình làm là lý giải tại sao chúng ta nghèo, là muốn phản ánh cái thông điệp đến với mọi người rằng là việc mà chúng ta không nắm được chu kỳ kinh tế, không đọc được các cái dữ liệu thông tin xảy ra ở trên thị trường, bao gồm cả dữ liệu thông tin về kinh tế, chính trị. Nếu mà chúng ta có thể giàu được với nghề này, mình khẳng định cái giàu đấy là may mắn. Và cái sự may mắn theo mình thì nó không đồng hành cùng với lại nhiều người. Và cái sự may mắn đó nó cũng không đồng hành với lại số ít người nhiều lần. Nếu như mẫu càng lớn lên thì cái sự may mắn nó sẽ càng ít đi. Thị trường tài chính càng ngày càng phức tạp. Tại sao lại như thế? Bởi vì các bạn biết là cái lượng tiền bơm ra quá nhiều ở trên thế giới, cộng với đó nữa là tình hình chính trị càng ngày trên thế giới càng phức tạp hơn, các mâu thuẫn giữa các quốc gia, các khu vực nó càng ngày càng trở nên gay gắt, và các cái yếu tố tác động lên giá càng ngày càng trở nên phức tạp, khó lường. Vậy nên là nếu mà các bạn đầu tư vào trên thị trường tài chính, đặc biệt là chứng khoán hay bất động sản hay là thị trường nào đó, thì cái cốt lõi đầu tiên mình chỉ có thể nói rằng là gì?
thực sự phải biết được là kiến thức của bản thân mình ở đâu, gọi là biết mình biết ta đấy, sau đó mới bắt đầu là áp dụng vào thị trường. Có thể nó sẽ chậm một chút, có thể nó sẽ làm cho một số người cảm thấy khó chịu. Và khi chúng ta nhìn vào những người xung quanh, thấy rằng là người ta giàu lên quá nhanh, tại sao mình không giàu được như thế? Tại sao người ta có những cái cú ăn kinh điển như vậy mà mình lại không có? Cảm thấy ghen tức, cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, nói thật với các bạn, mấy ai mà nhìn vào người khác mà sau đó điều chỉnh cho bản thân mình giống được như họ đó hoàn toàn. Mỗi người sẽ có một số mệnh. Và để mà an toàn nhất từ xưa đến nay thì mình thấy rằng là gì? Một là kiến thức chuyên môn phải vững. Và cái kiến thức chuyên môn vững đấy, nó phải thông qua được cái trải nghiệm cá nhân mình. Và bản thân mình phải tự cảm nhận được cái điều đó cơ, chứ không phải là người khác nói các bạn chuyên môn vững là các bạn nhảy vào là vững thật đâu. Hai, trải nghiệm ở trên thị trường phải đủ lâu, mẫu phải đủ lâu. Và điều thứ ba đó chính là gì? Là phải có một cái tư duy quản trị. Mình nhấn mạnh lại là tư duy quản trị nhé. Kiến thức của bạn tốt, nguồn vốn tài chính của bạn tốt, nhưng nếu như cách quản trị của bạn không tốt thì về sau này cũng sẽ không có lợi, thậm chí là gì? Càng đi đến thất bại cơ. Đấy. Nên là thông qua cái chứng khoán Việt Nam giảm điểm gây sốc cho nhiều người tuần trước thì mình chia sẻ quan điểm này đến tất cả anh chị và các bạn. Trong clip này mình sẽ không phân tích là chứng khoán Việt Nam sẽ đi đâu trong những thời gian tới, mình không phân tích điều đó. Nhưng mình cũng xin nhắc lại là mình có một cái dự báo về chứng khoán Mỹ và kinh tế thế giới ở những clip trước, những anh chị nào chưa xem, anh chị có thể xem lại. Và trong đó mình cũng có liên hệ đến Việt Nam. Tất nhiên nó không thể là 100% và bản thân mình cũng đang đi theo cái lộ trình mà mình phân tích đó, nhưng nó cũng phải có kế hoạch cụ thể và mỗi người phải tự lên kế hoạch cho riêng mình nha.